Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn cũng đến với channel của Đức Anh CT 65. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Yeah. Thì hôm nay đây, sau lưng mình là khu tham quan của điện mặt trời nha các bạn. Thì nói chung là bữa nay lại một chuyến hành trình, nói chung là phượt đêm nữa. Thì mình đi tới Châu Đốc, mình đi Châu Đốc. Thì khu này là thuộc dạng là khu điện mặt trời của là thuộc dạng là ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ vô trong giống mình tham quan xem có những cái gì đẹp, những gì hay trong đó thì mình quay check in cho các bạn cùng xem nhé. Ok, bây giờ không lên thênh liên thiên nói nhiều nữa, bây giờ đi thôi, đi xe điện, lên xe điện đi. Quá trời ơi, trời ơi, cô kìa, tôi thương tôi nữa. Mày chụp thì nhớ kêu với nước anh. Tao quay phim thôi, tao cứ chụp hình. Má ơi. Xin chào các bạn, tôi là... Tôi là Mỏ Chu, tôi là người đẹp Mỏ Chu đến từ Cần Thơ, vô và thông vòng đo ba bề khác nhau, một bề là từ bên An Giang, một bề là ở bên Châu Đốc và một bề bên Campuchia, không có bề nào chung bề nào hết trơn và ba. Lũ đỏ. Chưa có dựng nuôi thú còn không thể. Ê, con chó gần kìa bậy. Cái này là mình là pin năng lượng mặt trời không mình? Dạ đúng. Đây. Sáu ngàn tỷ cho cái dự án này ha. Mà tổng cộng là bao nhiêu miếng pin ha? Tổng hết luôn là khoảng 530.000 tấm. 530.000 tấm. Dạ. Quá. Tổng diện tích của nó là 215 hecta. Dạ. Quá trời rộng luôn. Cái này là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Pin bất ổn nào mà tham quan nào biết mình hỏi đi, mình nếu biết người ta trời. Anh này đang hướng dẫn. Cái này là được bán cho nhà nước 2019. Là điện này là bán cho điện lực quốc gia luôn. Dạ. Và cái điện tham quan của mình là chỗ cái đài tháp nào. Mình vô chụp ảnh giữa hồ đứng trên mặt nước á. Vậy là giờ mình ghé chỗ mặt trời tháp đó phải không? Dạ đúng. Ồ. Và có cái đồi cừu luôn dành cho khách chụp hình, có cái cừu nhỏ nhỏ xinh xinh đó mình. Dạ rồi, đồi cừu. Mình có cỡ cái cừu luôn không anh? Cái trớn bạc cỡ cừu luôn, cừu chứ còn cái giò không quá. Nghĩ sao? Và mình lên cái đài quan sát đó mình xem hết là cảnh này luôn anh chị. Dạ. Lên đó xem quan sát hết toàn cảnh này luôn. Dạ. Và bên mình có cái khu thứ hai là khu tâm linh và cái phần gần núi bên kia. Dạ. Và khi anh chị tham quan bên đây xong mình ra đóng xe rồi xe chở qua điểm thứ hai là nằm phía bên đây ha. Đúng rồi. Dạ. Khó hơn rồi đó. Và mình có cái đội cừu đằng phía kia anh chị là cái chuồng màu trắng trắng á, mình vô trong đó chụp hình với cừu là à đây cái đội cừu ở trong đây đó, thấy cừu có cho cái đội trắng trắng đó này hồi hồi cầu 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 đó cầu mới tẻ lông rồi nó hết lông nào nó cái đường qua rồi quá. Rồi mình tới điện tham quan của mình thì mình xuống đây tham quan chụp hình ha. Dạ, mình tới điện tham quan của mình mà thấy khi là muốn đi tiếp điện thứ hai khu tâm linh bằng tay thật thì mình ra ngoài trước đóng xe luôn ha. Ok, chào các bạn nha. Hiện tại đi vô trong đây là trong tới hồ tiên cảnh nha các bạn. Ai vậy, có cá ăn, có cá kìa. Ăn hết chụp đi. Quay con nhỏ mà kìa. Rồi bạn áo khoác đi chụp hình luôn hả? Thôi nè, mất tiền để chụp đi. Thôi mất tiền nhất kìa. Thôi cũng mẹ kìa, 14 luôn mất kìa. Ok, thì đây là trong cái khu vực của điện mặt trời nha các bạn. Thì khuôn viên trong đây thì đây hồ cá với nước thôi, chủ yếu là mình
Vô đây là thích hợp là phong cảnh đẹp, check in cận cảnh. Ở bên kia, góc bên kia là đồi cù nha các bạn. Tí nữa mình qua bến mình quay. Giờ quay đây một thác nước này thôi. Đây là cảnh người ta cho cá nha các bạn. Nè, vớt cá bự. Chưa? Cá này mình vớt mình làm gì anh? Hả, cho trồn hả? Ủa trồn không? Cho con bự gì luôn hả? À mình lấy thịt lại thôi ha. À. Cái này mình... dưới đây là đủ loại cá hết ha. Đó. Chép chê đi quần học. Rô phi. Là tạo dáng coi. Được chưa? Rồi. Hiện tại mình đang ở giữa đảo nha các bạn. Đây giữa đảo Hồ Tiên Cảnh của Điện Mặt Trời Phúc Châu Đốc. Vòng qua kìa, ai đứng ôm con chim đi. Trời ơi trời nóng muốn chết mà như bất cực. Ở nhà đó bất cực ha, đeo máu khoác kìa. Quá nắng mà nắng này nó cũng không có nóng mấy. Ok chào các bạn nha, hiện tại giờ mình đang đi lên trên tháp trên đây để quay toàn cảnh ở điện năng lượng mặt trời nha các bạn. Ui, leo thang này mệt quá, thở dốc luôn, tương đương với hình như cái tòa nhà cũng 4 tầng 5 tầng đó các bạn, quá mệt rồi. tới rồi mấy bạn ơi. Ơ ừ, khỏe qua tới rồi. Ôi ơi trời. Ừ cuối cùng cũng tới các bạn ơi. Xung quanh đây là điện năng lượng mặt trời. Đây toàn những tấm pin đây. Ê cái pin kìa. Ê kìa. Con hậu qua bãi. Lên. Cái tấm pin năng lượng mặt trời làm hình như kiểu là cái bông hướng dương nha. Hướng dương. Đúng rồi, đỡ cho con thị. Ơi, đứng lên ơi, cái này không có nặng nha. Ừ. Ok. Bây giờ là nguyên. Ở đây mà lên giữa rồi thì mình lấy tất cả. Nếu phải nên như vậy đi, mình tự như vậy đi mình sẽ có hình đó, còn lại đưa người khác thì thôi không. Kệ con kệ, quay TikTok rồi luôn kệ trời. Ôi lên cái kiến của em học thì bay sát vào vòng này nè. Đúng bài luôn. Đúng phương thôi. Ngồi trong kia nghỉ mát. Nó lại là bao nữa. Hút hai chồng vô đi em chụp cái cảnh hậu hút cái cam rồi. Hả? Chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang lại tiếp tục đi tới chỗ mà đòi cù nha các bạn. Gọi là đội cù, là có mấy con cù nuôi ở trong đó thì vô chổng mình check in rồi mình cho cù ăn nha các bạn. Ui đi bộ nãy giờ mệt quá, công nhận trong này lớn thiệt. Rồi mùi cù đây trước mặt các bạn, đây là đội cù nha các bạn. Bây giờ mình vô đó mình quay các chú cù con mini nhìn dễ thương quá các bạn ơi. Bè. Cho ăn cỏ này là mình rải cho ra cỏ này. Trời ơi cho cầu ăn cái nó đi.
Hello anh cầu khỏe không? Anh đứng đây vậy? Đồ nó dân chơi nha, xỏ lỗ tai nè. Nè đây đây dân chơi nha, xỏ lỗ tai. Đéo nó heo bông. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Sợ quá đừng có heo nó nữa. Tuột. Nó gỡ kìa. Ê cầm điện thoại giùm mày. Rồi rồi em quay nè anh. Tao cho mày không ăn bữa tao chi trời mẹ con bọc ăn đi. Chụp hình vô lưng bọn hôn luôn kia đổ nó không á nè. Thủy tài hết xe luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá. Cho miếng giấy nè. Hai cái má thì cũng hồng rồi. Trời ơi, tôi đi xuống chăn đó. Có gì đâu mà tao mặc cái quần thấp vậy nè. Giờ là một chút giờ đây nè. Đúng một môi luôn á. Thế phải chi mà đi ra là đốt cái khu xung mà xe này thấy đã lắm ha. Thôi em không đi à. Bãi đây có nhạo lưng ăn luôn, khỏi đi xa. Mỹ nó đẹp thiệt, nó nổi tiếng thiệt, mà dân già nó là nó mất cách rồi, nó không có đốt mà nó chiên. Chiên, đúng rồi chiên. Chiên rồi. Vậy sao đốt gì kịp? Đúng rồi, còn ở Hello, chào các bạn nha, bây giờ mình đi lên hướng bàn Tây Phật đây. Lẹ lẹ đi mọi người ơi. Nhúc lẹ. Trời đẹp trai rồi. Đây, giờ đi hướng lên hướng bàn Tây Phật. Rồi xong tí nữa mình sẽ đi địa điểm tiếp theo nha. Yeah. Anh thấy mẹ được không? Thấy mẹ. Mẹ nguyên bọc em rồi còn thấy mẹ. Này, bên này mẹ không thấy mẹ thấy. À, là đây, đó hả? Đây là bằng tay vật mấy phiến đá này. Dạ rồi mà anh chị mình qua đây. Ở đâu? Rồi mà anh chị qua đây. Đây. À. Cái phiến đá cái hình 5 ngón tay đây, như bàn tay Phật đây. Đá thiên nhiên hình thành á, mang nét tâm linh nhiều nhất là cây bồ đề phía sau mọc lên che phủ bàn tay. Người dân địa phương ở đây gọi là bàn tay Phật. Ở đây là nơi tâm linh thờ cúng của người dân tộc địa phương ở đây á. Rồi mình thuyết phục người dân mình thu mua lại khu này làm khai thác phát triển điểm tham quan tâm linh cho khách tham quan á. Lý do là cây bồ đề phía sau á cằn cỗi hơn những cây bồ đề dưới này á, là do mọc từ trong đá mọc lên nên không có đủ chất dinh dưỡng để nuôi cho thân cây ha. Còn những cây bồ đề dưới này là được mình trồng thêm nè, là sẽ tươi tốt hơn, tải chất dinh dưỡng đầy đủ hơn. Còn về bên tay phải mình á, là những cái vết đục á, là trước khi á, mình mua lại khu này á, là bên ủy ban có xác thực với mình á, là năm 1997 công ty Trung Quốc họ có thu mua khu này làm khai thác đá. Trong quá trình khai thác đá là những mũi phan mũi đục đều gãy hết, người nên ai cũng sợ nên họ rút về, không có nhân công làm á, nên họ rút về. Ở đây mình có ống nhang và đèn ha, mình có hấp nhang thì mình hấp ha. Okay. Có thiên nhiên cái gì luôn hả? Đúng rồi. Được thiên nhiên. Có tàu quá, có tự nhiên. Dạ, cái này cũng giống như bàn tay phải của mình. Hồi trước đây là đá, nguyên núi đá hả? Hay sao? Mình cứ nói đại khái như là lúc trước là toàn bộ bề mặt trái đất là nước. À. Rồi hai ba.
Vâng, thưa các bạn, thì mình tới đây cũng kết thúc video của mình tại đây rồi nha các bạn. Thì bây giờ tôi mình ai cũng đói hết trơn rồi, bây giờ mình lại địa điểm gà đốt ô thôn ăn xong rồi chuẩn bị cuộc hành trình đi về lại Cần Thơ nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha ở video sau. Mình phải quay cái cận cảnh mình đi rất là cực khổ cho mọi người. Thôi nha mọi người, mình biết đâu.